toàn cảnh thời sự quốc tế ngày 10 tháng 6. Nhóm Wagner bị buộc tội châm ngòi tình trạng hỗn loạn ở tiền tuyến của Nga. Ông Zelensky chỉ trích hội chữ thập đỏ quốc tế về việc không hành động tại đập Kharkovka Nga báo cáo giao tranh dữ dội ở miền nam Ukraine, ký íp im lặng trước phản công. Tổn thất của Nga tăng đột biến khi Ukraine bắt đầu phản công. Hoa Kỳ, các nhà lập pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thâm Quyến xuất hiện virus mới chưa có thuốc chữa. Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi toàn cảnh thời sự quốc tế ngày 10 tháng 6 của DKN. Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Chỉ huy Điện Kremlin tuyên bố lính đánh thuê đã bắt cóc và tra tấn binh lính của họ trong trận chiến giành bắt mút. Theo tin tức từ The Guardian, nhóm Wagner bị cáo buộc khích động tình trạng hỗn loạn ở tiền tuyến của Nga sau khi một trong những chỉ huy quân sự của Điện Kremlin tuyên bố lính đánh thuê của ông Yevgeny Prigozhin đã bắt cóc và tra tấn trung tá con Roman Venevitin, chỉ huy lữ đoàn 72 trong trận chiến giành bắt mút. Trước đó trong một video được đăng trực tuyến, Trung tá Conroman Veneviti đã cáo buộc các binh sĩ Wagner ăn cắp vũ khí, buộc các binh sĩ được huy động phải ký hợp đồng với Wagner và cố gắng tống tiền Bộ Quốc phòng Nga để đổi lấy việc thả các binh sĩ bị bắt cóc. Nếu những lời buộc tội là đúng, điều đó sẽ chứng minh mức độ nghiêm trọng của cuộc đấu đá nội bộ giữa lực lượng Wagner và quân đội chính quy Nga. Ông Beneviti cũng đã cho biết trong một video mới được tải lên internet và gửi cho các nhà báo vào đầu tuần này rằng sự căng thẳng của Wagner đối với tôi và lữ đoàn của tôi bắt đầu từ những ngày đầu tiên chúng tôi chuyển đến hướng Batmut. Họ không chỉ khích động các chiến binh của chúng tôi xung đột với họ và liên tục đe dọa giết chúng tôi, mà còn có những hành động cụ thể. Ông Zelensky tăng cường chỉ trích Hội chữ thập đỏ quốc tế về việc không hành động tại đập Kharkovka. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích từ tốc độ đưa vũ khí đến đất nước ông sang phản ứng chậm chạp của quốc tế đối với thảm họa nhân đạo và sinh thái sau vụ nổ đập thủy điện Kakovka. Trước khi đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào ngày 8 tháng 6, ông đã nói: "Cần có những nỗ lực quy mô lớn. Chúng tôi cần các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, ngay lập tức tham gia vào hoạt động cứu hộ và giúp đỡ người dân ở khu vực Kherson bị chiếm đóng. Mỗi người chết ở đó là một phán quyết đối với kiến trúc quốc tế hiện có và các tổ chức quốc tế đã quên cách cứu mạng sống. Nếu bây giờ không có tổ chức quốc tế nào trong khu vực xảy ra thảm họa này, điều đó có nghĩa là nó hoàn toàn không tồn tại và không có khả năng hoạt động. Ông nói với tờ Debbie của Đức rằng Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chứ Thập Đỏ Quốc tế không có ở đó nơi xảy ra ngập lụt. Nhận xét của ông phản ánh sự tức giận đối với việc Liên Hợp Quốc và nhiều báo cáo quốc tế khi chưa bác bỏ tuyên bố của Nga rằng họ không phải là thủ phạm phá hủy con đập, hoặc tập trung vào việc Nga không giúp đỡ những người tả ngạn bị chiếm đóng, mà Liên Hợp Quốc và Ủy ban chữ tập đoàn quốc tế nói rằng họ đã bị Moscow từ chối cho vào khu vực. Về điều này, Tổng thống Zelensky và Cộng sự tin rằng tổ chức có trụ sở tại Geneva đã sử dụng vỏ bọc trung lập, luật pháp quốc tế và bảo mật để che đậy sự yếu kém về đạo đức. Thành trả viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết vào tháng trước rằng mỗi ngày ông phải đối mặt với thực tế là hội chữ thập đỏ không muốn thực hiện các chức năng của mình. Nhưng tệ nhất là hội chữ thập đỏ độc quyền và không cho phép các tổ chức khác xuất hiện. Nga báo cáo giao tranh ác liệt dọc theo mặt trận ở miền nam Ukraine hôm ngày 9 tháng 6, nơi các blogger mô tả lần đầu tiên nhìn thấy thiết giáp của Đức và Mỹ, đồng thời báo hiệu rằng cuộc phản công được chuẩn bị từ lâu của Ukraine đang được tiến hành. Hầu như không có báo cáo độc lập nào từ tiền tuyến. Hơn nữa, ký íp duy trì chính sách bảo mật nghiêm ngặt, cho nên không thể đánh giá liệu Ukraine có thành công trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga để đánh đuổi các lực lượng chiếm đóng hay không. Cuộc phản công cuối cùng dự kiến sẽ có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ Ukraine được phương Tây huấn luyện và trang bị. Nga vốn đã có nhiều tháng để chuẩn bị tuyến phòng thủ, cho biết, họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công kể từ đầu tuần. Moscow và các blogger Nga ủng hộ chiến tranh đã đưa tin về các trận chiến dữ dội vào ngày 9 tháng 6 trên mặt trận Zaporizhia gần thành phố Orykh. Thành viên cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Ben Barry, cho biết các báo cáo từ các blogger Nga về xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe bọc thép Bradley của Mỹ gần Tomask, phía nam Orykh Tổng cộng Kyiv có 12 lữ đoàn với tổng số 50.000 đến 60.000 quân sẵn sàng phản công. 9 trong số các lữ đoàn đã được phương Tây vũ trang và huấn luyện. Ông Mary cho biết thêm rằng, ưu tiên ban đầu của Ukraine sẽ là cố gắng giữ cho người Nga mất cân bằng và giành được bất ngờ chiến thuật thông qua việc giữ im lặng và ngụy trang. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến hành các chiến dịch tấn công ở hướng Nam Donetsk và Raporizia. Tuyên bố cũng cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam Orykiv và bốn cuộc tấn công gần Velika, Novoska, xa hơn về phía đông. Họ mô tả lực lượng tấn công Velika, Novoska của Ukraine bao gồm hai tiểu đoàn quân được hỗ trợ bởi xe tăng. Một số tiểu đoàn lên tới 1.000 quân, bao gồm một lữ đoàn. Kyiv đã báo cáo giao tranh ở phía đông nơi các trận chiến, chiến đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng hầu như không nói gì về tình hình ở mặt trận phía Nam, nơi được cho là sẽ cố gắng đẩy mạnh lực lượng chính của mình về phía bờ biển. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Meier chỉ nói rằng các trận chiến, chiến ở Velika Novosia vẫn đang tiếp diễn và quân đội Nga đang tiến hành phòng thủ tích cực tại Orykiv. Ở phía đông Ukraine đã báo cáo giành được lãnh thổ xung quanh mút mà lực lượng Nga đã chiếm được vào tháng trước. Ukraine thường cấm các nhà báo tiếp cận chiến tuyến khi giao tranh nổ ra. Theo số liệu do quân đội ký Íp công bố, khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu, các lực lượng của Nga đã phải chịu tổn thất lớn về quân số. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong tuần qua, Moscow đã mất 4.860 binh sĩ, trong đó có 1.010 người trong ngày 9 tháng 6, nâng tổng số lên 213.770 người. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một cơ quan cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết hôm ngày 8 tháng 6 rằng cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Ukraine chống lại quân đội Nga đã bắt đầu. Ukraine đã tiến hành các hoạt động phản công với kết quả khác nhau ở ít nhất 3 khu vực của mặt trận như một phần của các nỗ lực phản công rộng lớn hơn đã được khai triển kể từ ngày 4 tháng 6. Ukraine đã hoạt động im lặng trước cuộc phản công nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maria cho biết trên các kênh truyền thông xã hội của mình vào hôm 7 tháng 6 rằng sẽ không có thông báo bắt đầu. Trong khi đó, Yevgeny Prigozhin chỉ huy lực lượng bán quân sự Nga thuộc tập đoàn Wagner cho biết vào ngày 8 rằng một cuộc tấn công của Ukraine đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Bakhmut. Ông nói thêm rằng tình hình là một thảm họa ISW lưu ý rằng các quan chức Ukraine đã báo hiệu các lực lượng của họ đã chuyển từ các hoạt động phòng thủ sang tấn công ở khu vực Bakhmut và đang tiến được từ 200m đến gần 2km ở hai bên sườn của thành phố. ISW cho biết các lực lượng Ukraine đã đạt được lợi ích chiến thuật trong các cuộc phản công cục bộ hạn chế ở phía tây Donetsk gần biên giới Donetsk-Zaporizhia kể từ ngày 4 tháng 6. Các lực lượng Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc tấn công ở phía tây Zaporizhia vào đêm ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, nhưng dường như không đạt được thành tựu nào trong cuộc tấn công vào thời điểm này. Ngoài ra, Ozi Independents, một nhóm tình báo trực tuyến, cũng cho biết họ có những hình ảnh định vị địa lý cho thấy Ukraine sử dụng xe tăng mới nhận của phương Tây trong cuộc xung đột. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong một cuộc họp báo tại House Triangle, khu vực họp báo ngoài trời phía đông Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Tài nguyên Thiên nhiên Brooks Westman Cộng hòa, Arkansas, và thành viên cao cấp Rouse M. Grijalva, Dân chủ, Arizona, đã thông báo về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới. Ông Westerman nói có lẽ không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia và sự thịnh vượng trong tương lai của Hoa Kỳ lớn hơn sự phát triển không ngừng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ảnh hưởng của nước này trên vũ đài thế giới. Các nhà lập pháp cho biết, lực lượng đặc nhiệm này sẽ chống lại các chiến lược dài hạn của nhà nước Trung Quốc nhằm thống trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong đó có một số vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ như Samoa thuộc Mỹ, khối thịnh vượng chung quần đảo Bắc, Mariana và đảo Guam cũng như các đối tác Thái Bình Dương bao gồm Liên bang Micronesia, Cộng hòa quần đảo Marshall và Cộng hòa Palau được gọi chung là các quốc gia liên kết tự do. Khu vực này cũng là quê hương của các đối tác quốc tế như Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Trong một thông cáo báo chí, ủy ban này nói rằng Bắc Kinh đang tích cực tìm cách định hình lại các liên kết chính trị, kinh tế và chiến lược trong khu vực. Họ cho biết, Bắc Kinh đang tìm cách lợi dụng nền kinh tế tương đối yếu kém của các quốc đảo. Qua những lời đề nghị viện trợ kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa tận dụng các nguồn lực của mình để định hình những kết quả chính trị cũng như nhận thức về Hoa Kỳ trong khu vực này, vừa tiến hành chiến tranh chính trị để giành ảnh hưởng quá mức có thể chấp nhận được và hoặc gây bất ổn cho các quốc đảo. Như một phần trong chiến lược của mình, Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực này lợi dụng các thỏa thuận thương mại với các quốc gia lân bang trong khu vực để thiết kế các căn cứ quân sự mới trên khắp khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trung Quốc từ lâu cũng bị cáo buộc đánh cắp tài nguyên ở biển Đông từ các nước khác trong khu vực. Cũng có những lo ngại rằng chính quyền Trung Quốc sẽ đưa sức mạnh quân sự đáng kể của mình vào cuộc thử nghiệm và cố gắng xâm chiếm Đài Loan, một quốc đảo dân chủ tự do tự trị mà chính quyền này muốn tuyên bố là của mình. Hồi tháng 4, Bắc Kinh đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự khác mà các nhà bình luận nói là được đưa ra nhằm đe dọa các đối thủ của họ. Khi Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, thì các quan chức an ninh quốc gia và các nhà lập pháp Hoa Kỳ ngày càng trở nên lo lắng trước mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Westerman cho biết, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã xây dựng một chiến lược nhằm thống trị các quốc đảo, và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương như một nền tảng để khai triển và duy trì lực lượng của mình. Chiến lược này là mối đe dọa trực tiếp đến ảnh hưởng và lợi ích kinh tế của chúng ta trong khu vực. Việc nhắm mắt làm ngơ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì ít nhất là hành động vô trách nhiệm. Và tệ nhất là một thảm họa an ninh quốc gia. Ông Westerman nói, ông gọi việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này là một bước thiết yếu để hiểu toàn bộ các vấn đề đang diễn ra nhờ đó chúng ta có thể hạn chế tốt hơn ảnh hưởng ngày càng tăng của chính quyền Trung Quốc, đồng thời củng cố và duy trì mối bang giao của Mỹ với khối các quốc gia liên kết tự do. Chúng tôi sẽ không nhập cuộc chơi của họ, ông Westerman cho biết. Đại diện Gregorio Kilili Macacho Saplan, dân chủ quần đảo Bắc Mariana, người sẽ đồng chủ trì lực lượng đặc nhiệm này cho biết. Chúng ta cần phải tự chuẩn bị. Ông Rizava Xem mối bang giao của Hoa Kỳ với các quốc gia liên kết tự do là quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đối mặt với hành động xâm phạm và gây hấn ngày càng gia tăng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại diện Amata Radiguadon, Cộng hòa Samoa thuộc Mỹ, hoan nghênh việc ra mắt lực lượng đặc nhiệm này. Bà Radiguadon cho biết, lực lượng đặc nhiệm là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy quốc hội đã tập trung vào khu vực quan trọng này và chúng tôi hiểu những lo ngại sâu sắc về tham vọng của Trung Quốc ở quần đảo Thái Bình Dương. Lực lượng đặc nhiệm gồm 14 thành viên này sẽ được chia đều giữa các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Hành động lưỡng đảng này được đưa ra khi Quốc hội tăng cường tập trung vào Trung Quốc. Hồi tháng 12 năm 2022, Thượng viện đã thông qua dự luật cấm sử dụng TikTok, một ứng dụng do Trung Quốc sở hữu làm dấy lên những lo ngại về việc thu thập dữ liệu của người Mỹ. Trên các thiết bị của chính phủ, một luận khác hiện đang được xem xét sẽ cấm TikTok ở Hoa Kỳ một cách hiệu quả vì những lo ngại tương tự. Gần đây, các trường hợp nhiễm bệnh metanemovirus, HMPV, virus gây viêm phổi cho người, đã được phát hiện ở nhiều nơi như Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thâm Quyến, Trung Quốc. Nhưng hiện chưa có thuốc chữa khiến người dân lo lắng. Các chủ đề như sự lây nhiễm metanemovirus ở Trung Quốc, và metanimovirus ở người đang nằm trong danh sách tìm kiếm nóng. Theo một báo cáo của mạng tin tức Trung Quốc vào ngày 6, Lý Tống, bác sĩ trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Bắc Kinh đã từng nói Metanimovirus ở người là một loại virus RNA đơn sợi cảm giác âm tính, là một trong mầm bệnh chính gây ra bệnh viêm đường hô hấp dưới, cấp tính ở người. Virus này không phải là virus mới, nó đã xuất hiện ở Hà Lan, Vương quốc Anh, Phần Lan, Úc, Canada Kenya, Na Uy và các nước khác. Nó cũng đã được tìm thấy ở Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thâm Quyến và những nơi khác. Trẻ em cũng bị nhiễm virus. Các triệu chứng của HMPV ở người tương tự như các triệu chứng của virus đường hô hấp như virus hợp bào hô hấp. Virus hợp bào hô hấp năm nay thường xuyên xảy ra nên lần này metanomovirus ở người đã nhận được sự chú ý của mọi người nhất. Hiện tại chưa có liệu pháp kháng virus cụ thể cũng như chưa có vaccine để ngăn ngừa HMPV ở người. Bác sĩ cũng cho biết, virus metanemovirus xuất hiện ở những bệnh nhân bị trí nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả đường hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới. Thỉnh thoảng bùng phát mạnh, phải chú ý theo dõi nhiễm khuẩn đường hô hấp và nguyên nhân nhiễm khuẩn đường hô hấp. Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh và cũng chưa có thuốc kháng virus cụ thể. Sau khi nhiễm bệnh, tình trạng chung là nhẹ, nhưng phải cảnh giác biến chứng nặng hơn của bệnh. Theo tin tức trên Weibo, người nhiễm HMPV xuất hiện nhiều ở các khoa chăm sóc đặc biệt và khoa nhi của các bệnh viện lớn tại Mỹ với tỷ lệ tử vong lên tới 43% sau 100 ngày nhiễm bệnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại virus này là thủ phạm thứ hai gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em. Chàng Sina cho biết, theo kết quả của một nghiên cứu kéo dài 13 năm dựa trên 9 tỉnh ở Trung Quốc, Trẻ em 5 tuổi là đối tượng chính bị nhiễm HMPV và tỷ lệ phát hiện là 3,1%. HMPV có thể gây nhiễm trùng đơn lẻ hoặc đồng nhiễm với các loại virus đường hô hấp khác. Việc đồng nhiễm HMPV có thể làm tăng nguy cơ viêm phổi ở trẻ em. Các trường hợp liệt nửa người đã được phát hiện ở Trung Quốc. ChinaNews.com cho biết vào ngày 17 tháng 5 ngày năm 2018, Hải quan Quảng Châu đã thông báo rằng gần đây khi Hải quan Quảng Châu trực thuộc Văn phòng Hải quan Phật Sơn ở Thuận Đức tiến hành kiểm dịch y tế đối với hành khách xuất cảnh, đã phát hiện một trường hợp nhiễm COVID-19. HKU-1 kết hợp với nhiễm HMPV. Khi đó, các nhân viên hải quan tại chỗ đã tiến hành đo thân nhiệt và phát hiện một hành khách người Trung Quốc có triệu chứng sốt. Đây là trường hợp đầu tiên đồng nhiễm nhiều loại virus đường hô hấp được phát hiện tại cảng Thuận Đức từ dân mạng bình luận trong một bài viết trên Weibo. Sau khi lên mạng, tôi thấy sự xuất hiện của meta và bệnh thủy động ở Trung Quốc. Tôi đã bị sốc. Vừa là meta virus, vừa là bệnh thủy động. Một người dường như đang mắc phải loại virus này kêu than. Đau quá, ta mệt mỏi. Nếu con người không có mấy năm để sống, có thể nói trước cho chúng tôi biết không? Tôi không muốn chỉ còn mấy năm phải làm việc. Tài khoản Weibo Shinro Boichi 1111 bình luận, đừng nói virus viêm phổi là bịa đặt như thế nào. Theo hiểu biết của tôi là di chứng sau khi dương tính cũng là một dạng trong đó. Có thể tôi không đúng nhưng ngay từ đầu là đã như vậy. Sợi dây thừng ngày càng siết chặt bạn cho đến khi ngạt thở. Cư dân mạng Twitter Jacob thì viết, liệu có phải lại là lỗi của người Mỹ không? Khi đỉnh điểm của dịch bệnh ở Trung Quốc đang đến gần, các phương tiện truyền thông chính thức đã phóng đại quá mức về sự lây lan của Metanemovirus ở người tại Hoa Kỳ và cũng có trường hợp lây nhiễm ở Trung Quốc, khiến người dân hoang mang lo lắng. Thưa quý vị, mục toàn cảnh thời sự quốc tế của ở đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.